Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của em. Hôm nay lại dẫn anh em đi xử lý một thuê bao mất quang. Thuê bao này thì nó triển khai cách khoảng hơn 600m anh em ạ. Và cũng tương tự như những cái thuê bao khác thì thuê bao này nó cũng đa phần là đi lên cây. Có độ tầm 300m thì là đi có cột 04. 300m thì từ nhà khách hàng đến cái cột 04 đấy là đi lên trên cây. Đây là cái quãng đường đi vào nhà khách hàng anh em. Ở trong cái khu này thì cái tỷ lệ mà dây đi lên cây thì rất nhiều. Đây, cái dây này cũng đang đi lên cây này. Một số anh em thì có hỏi là sao đi lên cây mà cũng triển khai. Nói thật với anh em mà, nếu mà nông thôn mà mình không triển khai đi lên cây ấy, thì một số nhà không thể lắp được wifi đâu anh em. Cho nên mình cũng hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng. Nông thôn đã nghèo rồi mà mình không hỗ trợ hoặc là không giúp đỡ các này kia thì nó cũng khó phát triển được. Cho nên là mình vừa duy trì được thuê bao, vừa quản lý được thuê bao, mình vừa giúp được người ta có cái đường mạng. Đấy, những cái lùm cây úng tùm như này mà kéo qua nó rất là vất vả. Là tại sao không mua cái máy đo điểm đứt mà đi xử lý, nhưng mà kiểu như em cũng làm lâu năm rồi, đủ quen rồi, mấy cái sự cố này thì nó cũng bình thường, nó cũng không cần phải. Đây, thấy đứt mẹ đây rồi. Vâng. Rụng mất dây rồi anh em, không cần nhìn nữa. Người ta chặt tre trên kia. Dụng hai nhà này. Những điểm đứt lộ thiên này thì làm nó dễ hơn anh ạ. Nhưng mà
chắc chắn hơn xem cái đoạn dây này nó còn ok hay không thì anh em xoay bút xoay nhé, xoay từ cái tủ cáp này đến cái đầu bên kia. Đây, mình duy nhất mình chỉ sử dụng mỗi một cái máy đo này thôi, nó tích hợp được cả mà bút xoay này, đo tín hiệu quang. Động kiến. Mấy con kiến này thì anh em yên tâm là cái tủ nào nó cũng vào được anh em nhé, kín bao nhiêu nó cũng vào được. Rất thông thoáng luôn. Thank you.
khuyên anh ạ. Đây mình còn buộc, mình còn chốt một đoạn dây ở đây nữa. Cho nên lúc nãy nó không đến. Những cái thuê bao như này thì nó xử lý nó nhanh thôi anh ạ. Mình nối lại một chút là sẽ ok. Bện như này anh em nhé, đây cái bện hai đầu. Cái điểm nối của mình nó trở nên chắc chắn hơn. Đấy, em sẽ nối hai đầu lại như này. Đây thì sử dụng đầu phát anh em ạ. Không có máy hàng. Thank you.
em nối như anh em bấm ở ngoài tủ thôi, nhưng mà đây thì anh em mỗi một cái đầu phát này anh em phải mất 10.000. Cái điểm này là mất 20 rồi này. Dịp thì mỗi tháng được cấp có tháng được tháng không. Dịp để bấm nối những cái điểm này. Sao đây em? Hỏi anh sao ở trong đa phúc không mà? Thôi anh đang làm lạc sĩ, sao rồi? Để nó xem chỗ con 127 đi 32 thôi. Xe nào nó vừa sẽ cá phương đứt mẹ cá. Đứt cá à? Anh có cầm máy hàn điêu này? Anh không. Ok. Ở trung tâm, bất khái ở trung tâm không thấy có. Trung tâm không thấy ăn. Hay là ông nào có đấy không? Sơ sơ là ở đây chúng ta đã mất 20 rồi các bạn. Khi anh em nuôi xong thì anh em lưu ý nhé, anh em cắm vào để anh em lên trên hệ thống, xong rồi để mình kiểm tra xem là có tín hiệu chưa. Có tín hiệu thì mình sẽ, tí nữa mình sẽ chốt ở đây xong. Đứt cáp truyền dẫn này nhau. Thế lại đến giờ lại điều mình đi rồi. Nhưng mà mình đang ở tuyến rất là xa. Mình đang ở tuyến rất xa cho nên là phải báo cáo lại các lãnh đạo. Còn lãnh đạo bảo là mình đang đi chơi. Giờ cũng khá là muộn rồi. Giờ là hình như tầm hơn 11 giờ thì phải. À 11 giờ đúng anh ạ.
Đây, tủ tiếc ấy, rất là kín, không có một cái chỗ hở nào, nhưng mà nó không hiểu sao mà nó vẫn chui vào được anh em ạ. Ở đây này, do cái cao su non này này, cứ lạnh lạnh là nó co lại này, nóng thì nó nở ra, đây lạnh là nó bị co lại này. Rồi nhá. Sao anh em phải kiểm tra tín hiệu trước? Bởi vì anh em kiểm tra để anh em có thể biết được là cái tủ này là thuê bao nó có tín hiệu rồi thì anh em mới kéo cái dây lên. Chẳng hạn anh em mà nối mà nó bị nối không được, cái điểm kia không được mà anh em lại treo lên xong anh em lại phải dỡ xuống thì nó mất thời gian. Cho nên anh em cứ check tín hiệu xong ok thì anh em mới treo lại dây. Dụng mấy hôm rồi này, dây leo nó leo lên rồi này.
vấn đề mà tủ cáp mà nó bị nhiều kiến như này, thì anh em chỉ cần mở ra một buổi là kiến là nó đi hết. Anh em đi làm tuyến thì thấy dây trùng này anh em bó lại, treo lên anh em ạ. Không mấy hôm nữa là nó lại đứt nó đấy. Còn cái tủ này thì anh em để hở như này thôi. Lúc nào mình đi qua mình sẽ đóng lại xong để kiến nó đi hết đấy. Này thì anh em quan trọng nhất là thắng bút xoay với dao cắt, kiểm chuốt nữa, kiểm chuốt cái này. Anh em nên chuẩn bị cái đồ này, kiểm chuốt thì nó rẻ thôi, nhiều anh em dùng móng tay để chuốt sợi quang thì thôi, kiểm chuốt quang có hơn 100.000. Đấy, như vậy là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta đi xử lý một cái thuê bao bị mất quang. Và nguyên nhân ở đây là dân chặt tre, họ chặt, họ làm đứt cái dây của mình. Và mình đến đây mình nối lại cái đường dây thuê bao thôi. Nó cũng mất đâu đấy khoảng tầm 30 phút anh em ạ. 30 phút mình xử lý xong rồi đường dây. Đối với cái những cái dây đầu tiên này anh em xử lý đơn giản, anh em cần là cắm cái bút soi ở vị trí nào cũng được để anh em kiểm tra xem cái đường dây nó có còn ổn định được không. Nếu mà bút xoay mà nó không sáng ra đấy thì anh em là nó bị đứt hai điểm, nó đứt cả ngầm nữa. Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta đi xử lý một thuê bao mất quang. Hẹn anh em ở video tiếp theo nhé. Để ủng hộ cho kênh thì anh em bấm phím đăng ký bên dưới cho em xin một nút like, một nút chia sẻ kênh. Nếu mà anh em có một ý kiến đóng góp thì anh em comment ở bên dưới nhé, để video nó sẽ hoàn thiện hơn nữa. Chào các bạn.